Ngân hàng First Citizen đang đàm phán với cơ quan bảo hiểm tiền gửi Liên bang Mỹ FDIC để mua lại ngân hàng SVB. Và đây là nỗ lực thứ hai của FDIC trong việc bán SVB sau thất bại với ngân hàng đầu tư Piper Sandler. Theo truyền thông phương Tây, ngân hàng First Citizen có trụ sở tại Bắc Carolina đã nộp hồ sơ dự thầu lên cơ quan bảo hiểm tiền gửi Liên bang Mỹ theo yêu cầu trước hạn chót vào tối 24 tháng 3 theo giờ địa phương và bắt đầu đàm phán với cơ quan này trong ngày hôm nay. First Citizen trở thành bên mua tiềm năng nhất của SVB với giá trị tài sản 109 tỷ đô la Mỹ và tổng tiền gửi là 89,4 tỷ đô la Mỹ. Ngoài First Citizen, Valley National cũng là một trong những bên tham gia đấu thầu mua lại SVB. Hiện chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra. First Citizens đã từng tham gia vào đợt giao bán trước đó do cơ quan bảo hiểm tiền gửi Liên bang Mỹ tiến hành nhưng bị từ chối do giá thầu thấp. Các cuộc đấu thầu diễn ra sau khi cơ quan bảo hiểm tiền gửi Liên bang Mỹ tiếp quản SVB hôm 10 tháng 3 và Signature Bank vào ngày 12 tháng 3. Sau khi không bán được mảng kinh doanh của SVB và cả ngân hàng SVB trong 2 tuần qua, cơ quan bảo hiểm tiền gửi Liên bang Mỹ đã cân nhắc chia nhỏ gói thầu và yêu cầu các bên đưa ra giá đấu thầu riêng biệt trước ngày 24 tháng 3.